Thông điệp xanh. Thông điệp xanh. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông điệp xanh với những nội dung sau đây. Kỳ vọng giảm thiểu rác thải nhựa từ cuộc họp chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa. Công ty cổ phần quốc tế Thịnh Đạt chung tay chống rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa cho Việt Nam. Với sự hưởng ứng của các doanh nghiệp lớn, chương trình được kỳ vọng sẽ làm giảm rác thải nhựa trong thời gian tới. Cuộc họp về chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác theo ý định thư giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chia sẻ, Việt Nam sẽ ưu tiên tham gia chương trình đối tác cho hành động giảm thiểu chất thải nhựa, cam kết và hành động